Y tá gốc Việt ở Mỹ Nina Phạm đã hoàn toàn khỏi bệnh Ebola. Phát biểu sáng ngày 24 tháng 10 tại Viện Y tế Quốc gia ở bang Maryland, cô Nina Phạm gửi lời cảm ơn tới Chúa, gia đình, bạn bè và đội ngũ y tế đã chăm sóc cho cô từ ngày đầu tiên cô nhiễm bệnh ở Bệnh viện Texas cho tới ngày cô hoàn toàn được chữa khỏi. Cô cũng tri ân bác sĩ Kent Brantley, người sống sót sau khi nhiễm Ebola ở Tây Phi, đã hiến máu cho cô trong quá trình điều trị. Cô cho biết cô cũng cầu nguyện cho y tá Amber Vincent, đồng nghiệp tại Bệnh viện Texas cũng bị nhiễm Ebola, và bác sĩ Craig Spencer, người Mỹ mới nhất nhiễm Ebola sau khi trở về từ Tây Phi. Cô bày tỏ mong muốn được dành thời gian riêng tư với gia đình sau khi hồi phục.